Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Trương Chiết Hạn sinh ngày 11 tháng 5 năm 1991, sinh ra tại Tân Dư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, với chiều cao 1m81 và nặng 70kg. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, tham gia vào giới giải trí từ năm 2010 đến nay. Tác phẩm nổi bật: vai Long Phi Dạ trong Vân Tịch Truyện. Năm 2010, Trương Chiết Hạn vào vai thiếu gia đẹp trai và dễ thương Hạ Dự Hy trong bộ phim thần tượng Làm Sao Yêu Em. Đây cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên của anh, đánh dấu con đường gia nhập làng giải trí. Tháng 11 cùng năm, Trương Chiết Hạn tham gia vào chương trình tạp kỹ của đài truyền hình Đông Phương, Nhà Có Chàng Trai Tốt. Sau một vài vai phụ trong một số bộ phim, Trương Chiết Hạn đầu quân vào công ty của biên kịch Vu Chính và bắt đầu quá trình đóng phim do Vu Chính sản xuất như Bán Yêu Khuynh Thành, Truy Tìm Ký Ức, Triều Ca, Vân Điên Tri Thượng và nhiều bộ phim khác. Tham gia vào nhiều bộ phim của Vu Chính, tuy nhiên tên tuổi của anh lại không may mắn vụt sáng như các nghệ sĩ dưới tay của biên kịch nổi tiếng và cũng lắm thị phi này. Phải đến khi bộ phim cổ trang Vân Tịch Truyện phát sóng, cái tên Trương Chiết Hạn mới được khán giả trẻ chú ý và quan tâm. Trong vai nam chính Long Phi Dạ, ngoại hình điển trai cùng với khí chất vương giả khiến cho Trương Chiết Hạn cực hợp với hình tượng Tần Vương Long Phi Dạ. Bên cạnh đó cũng là những màn tương tác cùng với nữ chính Cúc Tịch Y, tạo ra phản ứng hóa học cực ngọt ngào, góp phần tạo nên thành công không nhỏ cho Vân Tịch Truyện. Sau thành công vang dội của Vân Tịch Truyện, cặp đôi nam nữ chính Trương Chiết Hạn và Cúc Tịch Y tiếp tục hợp tác lần thứ hai trong bộ phim cổ trang Như Ý Phương Phi. Cặp đôi từng hợp tác ăn ý trong bộ phim Vân Tịch Truyện, nên khi bộ phim công bố dàn diễn viên, mọi người tưởng rằng Vân Tịch Truyện ra phần thứ hai. Tuy sử dụng ekip Vân Tịch Truyện chế tác sản xuất và bộ đôi nam nữ chính của Vân Tịch Truyện, nhưng Như Ý Phương Phi là một bộ phim mới với cốt truyện hoàn toàn khác. Như Ý Phương Phi không phải Vân Tịch Truyện phần 2. Phim được cải biên từ tiểu thuyết Con Đường Sủng Hậu của Tiếu Gia Nhân. Cúc Tịch Y trong vai Phó Dung, nhị tiểu thư của Phó Gia. Trương Chiết Hạ trong vai Túc Vương Từ Tấn. Theo tiểu thuyết gốc Con Đường Sủng Hậu của Tiếu Gia Nhân, câu chuyện bắt đầu với yếu tố xuyên không. Tuy nhiên khi lên phim, yếu tố trọng sinh sẽ mất đi. Để đảm bảo phim cổ trang sẽ được thông qua xét duyệt của Cục Điện ảnh Trung Quốc, yếu tố trọng sinh sẽ chuyển thành nhị tiểu thư Phó Dung sau một cơn bệnh nặng mà có được năng lực nhìn thấy tương lai trong mộng. Nhị tiểu thư Phó Dung và Túc Vương Từ Tấn gặp nhau, cùng trải qua sinh tử, điều tra ra chân tướng của nhiều vụ án. Phó Dung bên cạnh Từ Tấn thể hiện mọi tính cách của bản thân, thông minh, lương thiện, giỏi ứng biến, dần dần trở thành người trong lòng của Từ Tấn. Trải qua mọi chuyện, cuối cùng Phó Dung và Từ Tấn trở về quê nhà ẩn cư, trải qua cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Bộ phim Như Ý Phương Phi do Thượng Hải T3 Ảnh Thị phối hợp cùng với Ái Ghi Nghệ sản xuất, ekip Vân Tịch Truyện chế tác sản xuất, phát sóng vào ngày 21 tháng 10, 2020. Sau Như Ý Phương Phi, Trương Chiết Hạn còn một bộ phim cổ trang Thiên Nhai Khách chuyển thể từ tiểu thuyết Đa Mỹ chuẩn bị chờ ra mắt khán giả. Trong Thiên Nhai Khách, Trương Chiết Hạn vào vai nam chính Chu Tử Thư, diễn cùng với nam diễn viên Cung Tuấn trong vai Ôn Khách Hành. Bộ phim Thiên Nhai Khách chuyển thể từ tiểu thuyết Đa Mỹ cùng tên của nhà văn Prince. Thiên Nhai Khách đã khai máy vào tháng 6, 2020 và đã hé lộ những hình ảnh hậu trường đầu tiên. Tạo hình trong Thiên Nhai Khách giúp song nam chủ Trương Chiết Hạn và Cung Tuấn được khán giả khen. Thậm chí một số fan nguyên tác còn cho rằng tạo hình và hai nam chính quá đẹp so với tưởng tượng. Thiên Nhai Khách chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Prince. Phim là câu chuyện xoay quanh giữa hai nhân vật Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành. Tình yêu của họ không nhiệt tình như lửa mà bình đạm như trăng như nước. Đó là tình yêu của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trong tiểu thuyết gốc của Prince. Còn khi chuyển thể thành phim, Thiên Nhai Khách trở thành phim cổ trang song nam chủ. Còn yếu tố yêu đương có hay không thì đoàn phim chưa nói. Dự kiến Thiên Nhai Khách sẽ là siêu phẩm cổ trang song nam chủ ra mắt trong năm 2021. Khi đoàn làm phim ra thông báo chính thức về lịch chiếu, kênh của May sẽ bên ngay trong phần bình luận của video.